Đây là cái bưu kiện ngày xưa rồi bà con. Không biết nó xây từ năm nào, nhưng mà bây giờ người ta bắt đầu phá hủy nó để làm một cái gì mới nó mình không biết nữa. Nếu mà nó cũ thì là cũ rồi đó, người ta giữ lại để vô viện bảo tàng. Nhưng mà cái này thì chắc lẽ cũng còn mới, thật cái gạch xây cũng đẹp quá chừng đi. Coi như cái này nó tương đối nó còn mới, cho nên chưa cũ quá, chưa cũ quá để người ta làm cái dụng cụ cho những cái viện bảo tàng đó. Ở bên này người ta tôn trọng với cái cũ, nhưng mà cái này nó thuộc loại mới thì nó cũng giờ không cần thiết nữa, cho nên người ta phá nó đi để xây một cái mới. Ở đây khi mà người ta làm gì, người ta phải làm hàng rào an toàn rồi che mấy cái bụi nha, che mấy bụi cười cho mọi người khách người du đi ngang qua đây không bị bụi, không bị dặn mấy cái miệng gạch hay là gỗ gì ra ngoài. Trong cái gì người ta sử dụng máy móc, cái gì nó cũng dễ dàng hết bà con ha. Mấy cái gạch này thì người ta sẽ mang tới cái bãi rác người ta đổ, rồi có thể người ta xay nhỏ nhỏ ra đó, xay nhỏ nhỏ ra đây thì bỏ vô mấy cái chỗ mà kia trũng kia thì mấy cái để bắt đầu người ta lấp đi, rồi sẽ bắt đầu một thời gian sau cái chỗ trũng nó sẽ đợi, bắt đầu người ta làm cái công viên thì tùy theo không biết đó. Nói đại khái vậy thôi. Thì người nào biết nhiều thì cho cái này mình để cùng nhau tìm hiểu và con ha. Ok, rồi bye bye nha. Cái tòa nhà có nhiều bộ quần đẹp quá chừng đi, một cái gì tập thá đấy bà con. Cái bưu điện xưa đó, bây giờ người ta không sử dụng tới thì người ta phá bỏ để làm cái công trình khác. Coi như ở đây người ta làm cái gì quá chừng đi, người ta xịt một người họ xịt nước vô. Xin được vô để cho người sẽ cần xe ủi này sẽ phá nhà và đợt đầu sẽ phá, nhưng mà không có bụi quặng nó bay ra ngoài cho bà con vì giống như mọi người bà con ăn, nhưng mà bà không còn được trọng dụng nữa thì bắt đầu tưới bụi phế thải rồi bên kia bên kia. Cái này chắc là tòa nhà nó còn còn quá chừng đi, nhưng mà nó còn lành quá chừng mà trong cuộc người ta không có sử dụng tới cái loại phá bỏ thôi. Nhiều cái căn nhà nó đã lắm, nhưng mà nó phải nó phá bỏ để nên làm những công trình khác. Cậu mới đi làm cái gì sợ nó đi nó rào thì mấy cái mà lưới nè để bụi nó khỏi bay ra, rồi đứng với miệng đặt cát gì đó bay vô những người hành khách của hành ở đây, làm rất là kỹ càng bảo vệ cho tất cả mọi người. Rồi vài bữa nữa thì bắt đầu nó sẽ xây dựng một cái gì đó mình không biết nữa. Nói chung thì coi đất nước nào cũng vậy, nhà tòa nhà nào cũng vậy, cứ thời gian nào đó rồi cũng phải phế thải, phải chấp nhận cái sống ở trên thế gian này như vậy đó. Ok, bye bye bà con nha. Bà con thấy ha, khi mà người ta làm bụi nó bay dễ sợ luôn ha, bụi nó bay quá chừng nha. Đặt bên cái tòa nhà đó coi như nó phá xong rồi đó, xây dựng biết bao lâu nó phá trong vòng có mấy tiếng đồng hồ đã xong rồi. Rồi mai kia bắt đầu nó xây một cái mới, cái gì mới trong cái trạm xe lửa đó, không biết đó họ sẽ làm cái gì đó, có thể cho chỗ để mà người ta chờ đợi xe lửa. Thì trong thời gian đó thì coi tại vì đất càng ngày nó càng hiếm thì tại giờ bây giờ hết chữa được rồi, thì đây giờ cái nào mà không có tiện lợi nó người ta sẽ bỏ đi, không bụi nó bay quá chừng đó bà con ạ. Vậy
thành phố nó càng ngày nó càng phát triển đó, thì nó cái nào mà không có tiện lợi nữa thì bắt đầu người ta bỏ. May là coi như người ta dặn cái lưới này nhưng mà nó cũng nhầm nhò dễ rồi. Ok, rồi mình cho bà con thấy cái sinh hoạt của nước ngoài nó như thế nào á. Ở Việt Nam thì cũng đang xây dựng nhiều á, thì bà con có thể thấy được, nhưng mà nhiều khi mình tới nơi để mình coi á thì rất là khó. Rồi bà nha, thì bà con thấy ha, cái tòa nhà này lúc cùng coi như nó tồn tại được coi như cũng khoảng chừng gần 200 năm. Nhưng mà nó vô giờ nó trở thành phế thải rồi, coi như người ta bắt đầu phá hủy nó để bắt đầu xây dựng một cái mới, nó tiện lợi hơn. Coi như con người cũng vậy, cái tòa nhà đó thì nó tồn tại được lâu hơn với con người. Con người thì có chừng 100 năm mà cao tay, còn cái này thì được còn chừng 200 năm đây, bắt đầu đổi thời thì người ta phải bỏ. Rồi, con người cũng vậy, cái gì cũng vậy, không có gì tồn tại hết rồi con ha. Trời, mà con thấy đằng xa xa nó có nhiều cái tòa nhà đó, tòa nhà chung cư đó bà con. Tòa nhà chung cư thì bây giờ nó sơn mới lên rồi, hồi xưa thì mấy căn nhà đó thì mua lại, số dân càng ngày càng nhiều. Thì cái nào cũ thì mới được người ta phế thải. Máy móc nó làm lẹ quá chừng này bà con, để mà xây dựng thì mất hết mấy tháng hay bao lâu thì bây giờ nó phá trong vòng có mấy tiếng đồng hồ là xong rồi. Rồi bắt đầu cái đống gạch nó sẽ mang đi vô một chỗ nào đó, nó bắt đầu xây ra bắt đầu mai mốt nó làm công viên gì đó bà con. Nói chung thì nó sẽ đổ cái đất vô, đổ mấy cái gạch đá này vô, sẽ làm công viên để trồng cây gì đó để giữ cái môi trường xanh sạch. Ok, mình quay chút xíu vậy đây nha. Rồi nếu ai có thắc mắc cái gì á, hay là có lời bình gì đó thì cho mình cái lời bình nha. Rồi cảm ơn bà con. Rồi bye bye nha.